Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ngày 15 tháng 3, Hội đồng Nhân dân huyện Tân Lạc khóa 18 đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Bùi Văn Tinh, tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy, đồng chí Bùi Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đinh Công Sứ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đến dự. Tại kỳ họp, đại biểu thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18 nhiệm kỳ 2011-2016. Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016, báo cáo của các ban Hội đồng Nhân dân huyện và nghe báo cáo tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2011-2016 và báo cáo kết quả hoạt động của ngành Tòa án và Viện Kiểm sát Nhân dân. Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18 có tổng số 38 đại biểu ở đầu nhiệm kỳ, đến nay là 36 đại biểu. Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, khẳng định rõ Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Hội đồng Nhân dân đã chủ động trước những khó khăn thách thức, phối hợp hiệu quả cùng Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các cơ quan liên quan quyết định nhiều chủ trương biện pháp quan trọng đồng bộ. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân huyện đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Đa số các đại biểu phát huy được vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban, các tổ đại biểu luôn nâng cao trách nhiệm, phát huy dân chủ trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Từ năm 2011 đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức được 12 kỳ họp. Các kỳ họp luôn có sự cải tiến khắc phục được hạn chế của các kỳ họp trước, đồng thời ban hành được 57 nghị quyết, trong đó nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ là 29 nghị quyết, nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội và các nội dung quan trọng khác là 28 nghị quyết. Hoạt động giám sát luôn được chú trọng, tăng cường giám sát theo chuyên đề, nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát tổng thể và đẩy mạnh công tác kiểm tra. Cả nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện và các ban của Hội đồng Nhân dân huyện đã thành lập 34 đoàn giám sát, trong đó giám sát trực tiếp được 102 lượt đơn vị, giám sát gián tiếp 75 lượt đơn vị. Qua giám sát, đã kịp thời phát hiện các thiếu sót, bất cập từ thực hiện các cơ chế chính sách của các cấp để tháo gỡ và đưa ra nhiều kiến nghị mang tính định hướng có khả thi hơn. Các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc và kịp thời nắm bắt, xử lý những đề xuất kiến nghị của cử tri một cách nhanh nhất, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Hội đồng Nhân dân. Tại hội nghị, các ý kiến tham luận của đại biểu đã làm sáng tỏ những vấn đề, đồng thời đề xuất các phương án khắc phục hạn chế, nhằm nâng cao vị trí, vai trò và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tinh, Bí thư huyện ủy đã ghi nhận biểu dương những kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016, đánh giá cao sự đổi mới trong phương thức hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân theo hướng hiệu lực hiệu quả. Ủy ban Nhân dân huyện đã nỗ lực triển khai thực hiện và hàng năm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện giao. Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan công tố đã có nhiều cố gắng cùng Hội đồng Nhân dân huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân huyện phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thực sự dân chủ, đúng luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng thời thực hiện luật bầu cử mới cần đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý của Hội đồng Nhân dân các cấp nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, nâng cao chất lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân, phát huy tốt vai trò người đại biểu nhân dân trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã quyết định khen thưởng 8 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2011-2016. Hưởng ứng tháng thanh niên và thiết thực lập thành tích chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2016.
Đoàn Thanh niên thị trấn Mường Khến đã phối hợp với trường Trung học phổ thông Tân Lạc ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường quốc lộ qua khu vực thị trấn. Hơn 300 đoàn viên thanh niên học sinh của hai đơn vị với màu áo xanh tình nguyện và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các đoàn viên thanh niên học sinh đã thu gom rác thải trên các tuyến đường, làm sạch hành lang giao thông, phân loại rác thải, phát quang cây bụi ven đường, chăm sóc cây xanh các tuyến đường quốc lộ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, tạo mỹ quan xanh sạch đẹp, đồng thời góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tuyên truyền đến người dân xung quanh về quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, đồng thời qua đó giúp cán bộ, giáo viên, học sinh, đoàn viên thanh niên và nhân dân nâng cao ý thức, xây dựng nếp sống văn minh vì một môi trường xanh không rác thải. Thực hiện thông tư 54 của Bộ Công an về việc giải quyết đăng ký cấp biển số đối với xe máy, xe mô tô điện để phục vụ tốt công tác quản lý các phương tiện khi tham gia giao thông. Từ ngày 6 tháng 12 năm 2015 đến nay, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Tân Lạc đã tiến hành làm thủ tục đăng ký cho 150 phương tiện xe mô tô, xe máy điện. Người đến làm thủ tục đăng ký chỉ cần mang theo giấy khai đăng ký xe máy, mô tô điện theo mẫu, bản photo sổ hộ khẩu. Việc làm đăng ký diễn ra vào ngày thứ năm hàng tuần và đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2016 sẽ hoàn toàn miễn phí, không phải nộp lệ phí trước bạ. Theo thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn huyện hiện có khoảng 700 chiếc xe máy, mô tô điện, người điều khiển phương tiện chủ yếu tập trung vào lứa tuổi thanh thiếu niên và người già. Việc triển khai thực hiện đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác quản lý phương tiện cơ giới, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp cho người dân chứng minh được tài sản sở hữu của mình, đề phòng trộm cắp. Thực hiện chính sách phát triển đa dạng các loại cây trồng vật nuôi nhằm từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân của Đảng và Nhà nước. Hội Nông dân huyện Tân Lạc đã tranh thủ sự giúp sức của các chương trình dự án, đồng thời nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho bà con vay vốn, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt năm 2015, Hội Nông dân huyện Tân Lạc từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đã ưu tiên cho Hội Nông dân xã Phú Cường vay 300 triệu đồng để xây dựng nuôi trâu bò vỗ béo. Phú Cường là xã vùng thượng, có diện tích và dân số lớn nhất của huyện Tân Lạc. Trước đây sản xuất chủ yếu của bà con là canh tác cây lúa nước, cây ngô và một số loại cây trồng ngắn ngày. Còn việc phát triển chăn nuôi chủ yếu theo hình thức thả rông, không có đầu tư chăm sóc nên chất lượng và hiệu quả kinh tế mang lại từ chăn nuôi không đáng là bao. Trước khó khăn đó, trước sự diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, để tìm hướng mới cho nông dân phát triển kinh tế luôn là bài toán khó. Do vậy, khi nhận được nguồn vốn ưu đãi, Hội Nông dân xã đã phối hợp với các ngành khảo sát địa bàn, cho vay đúng đối tượng, tư vấn phương án cách quản lý, sử dụng vốn vay hiệu quả nhất. Thì chúng tôi đã họp ban chấp hành, chỉ ý kiến ban chấp hành chúng tôi sẽ có tờ trình, nhất là cái tờ trình đầu tiên lên huyện hội, cho là đến tỉnh hội, được tỉnh hội, huyện hội để chấp nhận cái công tờ trình của chúng tôi thì lãnh đạo cấp trên xuống thẩm định, kiểm tra, xem xét các cái giấy tờ văn bản liên quan thì được cấp trên cũng cảm thấy rất là phù hợp. Cái tờ trình chúng tôi thì lãnh đạo cấp trên đưa nguồn vốn đến với hội nông dân chúng tôi. Cũng theo các đồng chí trong ban chấp hành Hội Nông dân xã, việc triển khai được nguồn vốn vay ưu đãi đã khó, nhưng để đầu tư mang tính sinh lời và bảo toàn được đồng vốn còn khó gấp bội. Nên trước khi giải ngân, ban chấp hành hội đã cùng cơ sở lựa chọn ra 10 hội viên khó khăn nhất, nhưng có tính cần cù chịu khó và lòng khát khao thoát nghèo, giải ngân cho mỗi hộ vay 30 triệu đồng, với lãi suất ưu đãi 0,7% trên tháng để đầu tư nuôi trâu bò vỗ béo. Hai con trâu này là thành quả từ quỹ hỗ trợ nông dân mà gia đình ông Đinh Công Trịnh ở xóm Trao 2 xã Phú Cường đã được vay. Hộ ông Trịnh thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Khi tham gia vào dự án nuôi trâu bò vỗ béo, gia đình còn được tham gia các lớp tập huấn kiến thức về phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Có điều kiện để giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi từ nhiều hộ khác trên địa bàn. Nhờ vậy, việc chăn nuôi trâu của gia đình diễn ra khá thuận lợi.
Với cái số vốn được ưu đãi, số vốn huyện hội và tỉnh hội và huyện hội đấy, gia đình chúng tôi rất là vui mừng mua được đôi trâu ấy. Trước đây cũng chưa có, bây giờ đã có rồi, rồi chúng tôi nhà gia đình chúng tôi cũng được vui mừng cái số con trâu bò ấy. Sau này bán ra để trả lãi cái gốc, còn lại gia đình là số con trâu còn lại một con nữa là gia đình cũng tạo điều kiện là sau này lớn lên là bán ra lại mua thêm. Nuôi trâu vỗ béo là phương thức nuôi không mới. Những con trâu, gầy, bò thải được bà con mua lại, mang về nuôi nhốt, cung cấp cỏ tươi, rơm rạ và cung cấp thức ăn tinh, đồng thời tiêm phòng theo đúng lịch. Nên chỉ trong vòng từ 20 đến 24 tháng, từ những con trâu gầy, bò thải đã trở nên béo tốt, nhiều thịt và đạt tiêu chuẩn bán. So với nuôi trâu theo hình thức nuôi thả truyền thống, mô hình nuôi trâu vỗ béo hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Thời gian nuôi nhốt thả núi khoảng 4 đến 5 năm mới xuất bán, còn áp dụng biện pháp nuôi vỗ béo thời gian giảm đến 2/3. Đặc biệt, biện pháp nuôi nhốt chuồng hạn chế tối đa dịch bệnh, không cần đồng cỏ lớn và bảo vệ hoa màu của bà con. Hiện nay, ngoài việc tận dụng nguồn rơm cỏ sẵn có tại địa phương, bà con còn tận dụng những diện tích đồi cằn, đầu thừa đuôi thẹo, trồng cỏ voi để đảm bảo thức ăn cho trâu bò. Nuôi trâu vỗ béo để phát triển kinh tế thì gia đình chúng tôi nuôi nó lớn lên để nhân rộng mô hình này ra và trồng nhiều cỏ và làm nhân rộng chuồng trại rộng hơn để nuôi nhiều hơn. Dù mô hình nuôi trâu vỗ béo mới chỉ hình thành ở quy mô nhỏ, nhưng đây là một trong những nghề chăn nuôi đã và đang mở ra nhiều triển vọng trong việc xóa đói giảm nghèo cho bà con nông dân xã Phú Cường nói riêng và huyện Tân Lạc nói chung. Được biết, để bảo tồn đồng vốn hàng năm, các cấp hội thường xuyên tiến hành kiểm tra thực tế hiệu quả sử dụng vốn của từng hội viên. Qua đó, những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đều được hội giải quyết kịp thời. Nhờ vậy, các hội viên đều rất yên tâm khi tham gia vào các dự án, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay. Thành công từ mô hình này, rất mong các cấp chính quyền, hội nông dân tăng cường khai thác các nguồn vốn, tạo điều kiện cho nhiều hơn nữa để hội viên được vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Thưa tàn bố mê tàn anh uốn mang, nước tàn cái biến đông của thị trường, lòng thời gian khẩn đi, ta là cho từ lỗ ở nhà, ở huyện Tân Lạc, bao cái cánh điều đứng. Ở mày bằng cái sư linh hoạt, nhay bén, ở nhà anh Lê Huy Bình, mang bùi thiên năm, ở quê Long xa phòng phú huyện Tân Lạc, ta phát triển thốt cái mô hình túc chiếm, lông cần cho thu nhập ổn định. Đơn lý ở nhà anh Lê Huy Bình, với mang bùi thiên năm, túc củi, bơi lồng cần mía, ở cái diện tích còn ói, ở mày ăn đôi hiệu quả kinh tế dòng lai na y cao, cho đình anh mang ta quyết định, ta hết cờ kèo, cái tao hơn 1 hecta tất tồn, tên mà xây dựng, chuồng trại lồng cần miếc lắng, ca đầu bắt thay và lả, cái việc túc chiếm, y tôi rất từ khó khăn, khi đi ở nhà em, chỉ quyết định túc một con củi, tại vì củi giống ở thời điểm đi giá hé với 100 con củi, thế mà có thế gây giống cho lửa tiếp theo. Băng nằm bản với ông, đầu tư đâm con củi mê với lồng khẩu 1000m dài cơn miệt lắng. Năm đầu tiên tả cho thu lai 100 đâm bước tiêu tổn. Theo cái thịt lượng đó thì giá cá nó bấp bênh, thì gia đình tôi thì quyết định là túc củi mê. Tí là nó khói mà nguồn vốn từ cái thứ hai là lông miết lắng, tôi thấy cái lông miết lắng thì nó hiệu quả hơn cái miết tím, bởi vì miết tím năm nỉ đấy từ mà thịt lượng giá cá này hế nữa đấy, gia đình tôi đã quyết định lông miết lắng. Mới đi ở nhà măng năm vừa mới xuất bán hơn 2 tấn cuối cho thu lai 40 tiêu tồn, với căn nhỉ mang còn có đâm con cuối mê nưa mang nhấm tính y khái ảnh khoáng khẩu một con cuối giống. Mang cho hay, can nỉ củi giống giá bán cao cho đến mang chủ đầu tư mua giống mà xe tơi tàn củi tiếp theo tức mà nuôi thành củi thịt. Nuôi củi như cái đĩ mới có lai,
bên bằng đi quần việc lắng của ô nhà mang y tả tính thời kỳ thu hoạch với giá thành như căn nỉ sẽ cho thú lai khoảng 100 tiêu tùng. Mang nằm cho hay thêm cái việc túc cúi với luôn việc lắng kết hợp sẽ cho thu nhập cao, tại vì mang có thế thân dung án cái nguồn phân tên mà bón cho mía tiêu với đi ô nhà còn luôn thêm cơ cú tê lê đồ ăn cho tàn con cúi. Lớt kể việc cơn mía tím trăng bánh án cái đồ ăn cho tàn con cúi thì giá ngày càng cao. Giá cúi thì có từ biến đông, tà là ảnh hưởng trăng ói tính cái thu nhập với cuộc khống của mòn mình. Ở mảnh mô hình lông cân kết hợp với túc cúi của ô nhà em bình với mang nằm, tăng là hướng ti phù hợp, khẳng định án cái sư linh hoạt, nhai bén, lòng nguyệt tiếp cân thi lượng. Thưa thành phố Mê, thành em Uốn Mang, huyện Tân Lạc, vùng mía năm 2015, cá huyên lồn ảnh hơn 1.800 hectare mía, trong đó cơn mía tím chiếm trên 2/3 diện tích, còn lại là mía nguyên liệu. Vào cái thời điểm này, cách đi 2 năm về trước, diện tích mía của Mon Hà ta cơ bản án. Mon mình bắt đầu bắt thay bao lồn cơn mía mới. Ở mấy hà năm nay, cơn mía chẳng còn là cái cơn chút lực, giúp cho Mon Hà thoát ảnh toàn khó là giàu như nước đi nưa. Mà cơn mía cắt nỉ tăng rớt đền cái gánh nặng với nhất từ lúa ô nhà lông mía. Theo thống kê cho tính cắt nỉ, huyện Tân Lạc mới bán án khoảng 400 hectare, tương ứng với 1/4 diện tích. Cái câu chuyện về mía ý tăng là cái vấn đề nóng trăng chiếc lúa của huyện Tân Lạc mà nạ xáy tha ở hầu hết toàn cái huyện lông mía ở lòng tính. Kê tổng án có diện tích hơn 20 hectare nỉ, với năm 2009 lúa về trước, là cái tổng án thốt màu mơ của 120 lúa ở nhà ở quê trám Sa Đam Mô. Ở mày vào mùa mưa năm 2009, công trình thủy luân cây nguồn cung cấp đác tưới cho kênh 20 hecta ngừng hoạt động do sự cố về kỹ thuật. Tiểu biết ý là cái việc mòn hà bất đi cái nguồn là mùa chính. Bao kể ca đí thì cái cơn mía tím tăng là cái thời điểm hoàng kim. Mon Hà tà chiến tối, lồn cân mía tím. Nhờ cân mía tím từ lúa ở nhà tà thoát an toàn khó. Ở máy cho tính căn nỉ, cân mía tà lấy dòng lại, từ kế nôi lo lắng, hoang mang cho mon mình. Măng làn là lúa ở nhà toàn khó, của xóm chám Sa Giam Mô. Ở nhà mang có đam mò, lòng đí có mê khả với bà con tàng ăn học. Cái nguồn khống chính của ở nhà là khấu 5 mét dài mía tím. Ở mày hà đam này, lông mía tiểu lô năng, nhà ớ của mang tà gió giác siêu veo. Ở mày mang là mía mà tới đây chẳng có thu. Bởi mang, lo tú cơm cho con ăn học tà khó, ước mơ là án ngôi nhà mới, khó như lên cung răng. Chẳng lúa ở nhà mang làn, bởi từ lúa ở nhà, ớ quê chám Sa Đam Mô, tang rất khôn đốn với cơn mía tím. Bao kế vụ mía 2014-2015, dù mía khó tiêu thụ, ở mày còn bàn án với giá hế, mòn hà y chiêu lô. Ở mày tính vụ mía 2015-2016, mòn hà hy vọng sẽ vớt vát bù lai án, oái nỏ. Từ lỗ nhà tạo ứng phân, hoàn ngân hàng đầu tư lông lai. Ở mày buồn hơn, thị trường tả lệ phu công mòn, chẳng chí chẳng có khách tính hói mùa, thời tiết tả lấy diễn biến thất thường cho đến cơn mía xấu hóa, bạc màu hoàng lá, bất ngoặt rất nhanh. Cho tính can nỉ, diện tích mía của Mon Hà chẳng còn khả năng bán án nữa. Từ lỗ nhà châm nhân giá bán 55, tính 85 tùng, môi cơ, tới mà giòn vẩn. Quyệt chám vào thời điểm nỉ của hàng năm trước, nhà nhà mòn mòn, hổ hới, tì mua quốc sánh mới, thả tùng là mùa mía mới. Năm nay, nhà nhà tá đã thì mua con tàu chuyên dung tế mà dóc mía cho lũ bò ăn. Ở mày buồn thay tính các lũ bò y chế mía. Mía chẳng có mò thu mua, lũ bò y chẳng ăn. Cá một tổng ảng ngốn ngang mía, lác đác một khố tổng nà, mòn hà tả lô mía mới. Ở mày vì chẳng có đác cho đền cân mía y chết tí đần. Theo thống kê của ban quản lý xóm, xóm có 120 lỗ nhà thì có tính 70% là
lúa ở nhà toàn khó. Chẳng thế bám chu với con miến hừa, mọt hà y chua thìm tha án cái con lông khác tư mà thay thế. Từ lúa ở nhà tỉnh khách quay lại với cái con lo truyền thống. Ở mày y lực bất tổng tâm, tại vì chẳng có đác tưới. Cham Thúy Luân tả lỏng hoạt động. Án hay kể Cham Thúy Luân này ngoài cung cấp đác cho hơn 20 hecta lo của quê chám, còn cung cấp đác tưới cho hơn 20 khẩu hecta của mòn hà ở xóm Tân Vương của xã Lục Sơn. Với ca Cham Thúy Luân lỏng hoạt động, mòn hà với chính quyền Hà Sa tả từ lần đến ghi cấp lên hỗ trợ tới mà sư chưa. Y tà có từ lần có cái đoàn kiểm tra khảo sát ở mày cho tính can đi công trình y chùa án sửa chữa. Bề tắc lòng kiểu việc trên tối, mọi hà mong nhà nước khởm có cái kế hoạch đầu tư sửa chữa lại công trình Thúy Luân, cung cấp đác sản xuất cho hơn 20 hecta diện tích lên. Đến mọi hà quay lại với có lo truyền thống, nếu công trình lên chẳng khởm án khắc phục, hàng trăm lỗ ở nhà có quê chám xa giam mô, xe chẳng mắt là bò tới mà kiếm khủng. Bản tin tiếng Mường đã kết thúc chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.